Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến video của NTD Công nghệ và mình là Đại. Quay lại cái chủ đề kiếm tiền online trên TikTok bằng hình thức affiliate thì có rất nhiều bạn đang quan tâm đến chủ đề này, cũng có rất nhiều bạn đang tìm hiểu về cái cách kiếm tiền ở trên TikTok bằng hình thức tiếp thị liên kết affiliate. Vậy thì khi mà muốn làm cái affiliate này bắt buộc các bạn phải đăng ký được tài khoản tiếp thị liên kết với TikTok thì các bạn mới có tính năng này và bạn đã có bắt đầu có thể kiếm được tiền. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể đăng ký được cái tài khoản tiếp thị liên kết ở trên TikTok cũng như là đăng ký tài khoản affiliate ở trên TikTok? Thì video này mình sẽ chia sẻ cụ thể và chi tiết với các bạn nhé, kể cả với những cái tài khoản cực kỳ là mới như thế này. Đây mình hôm nay mình sẽ dùng một cái tài khoản cực kỳ là mới, không có cái follow nào vừa mới tạo, để có thể hướng dẫn các bạn cụ thể và chi tiết nhất. Vậy thì các bạn nếu như đang muốn tìm hiểu cách làm sao để có thể mở được tài khoản tiếp thị liên kết trên TikTok thì hãy theo dõi thật kỹ video này nhé. Rồi nếu lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên nhấn vào nút đỏ và rung chuông ở phía dưới nhé. Đây sẽ là một cái kênh mình cập nhật rất nhiều kiến thức liên quan đến kiếm tiền online cũng như chia sẻ những kiến thức liên quan công nghệ. Các bạn quan tâm có thể ấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Rồi sau đây xin mời các bạn phần cụ thể chi tiết trong video ngày hôm nay. Rồi trước khi bắt đầu video này thì mình xin một phút để có thể nói cho tất cả các bạn hiểu được rằng hình thức tiếp thị liên kết nó là cái gì. Hiện tại có rất nhiều bạn thì cũng đã biết và đang đi tìm hiểu để có thể kiếm tiền online. Tuy nhiên cũng có nhiều bạn thì không biết, thì đó là cái hình thức tiếp thị liên kết, có nghĩa là cái hình thức mà các bạn đang đi bán hàng cho người khác thông qua một đường link. Đấy. Và cụ thể ở trên nền tảng TikTok này có nghĩa là gì? Các bạn đi lấy link của một cái trang sản của một cái sản phẩm bất kỳ, các bạn mang về tường TikTok của các bạn và các bạn chỉ cần làm video hoặc là các bạn để trong cái kênh TikTok của bạn và người ta ấn vào trong cái TikTok của bạn và người ta mua hàng thì các bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng từ những cái người bán hàng kia và các bạn hoàn toàn không phải gói hàng, không phải đóng hàng, không phải quản lý đơn hàng đó và chỉ cần đợi cái người bán hàng kia họ gói hàng gửi hàng đi, giao hàng thành công thì các bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng nhé. Đó, thì nói qua như vậy để các bạn biết được rằng hình thức tiếp thị liên kết ở trên TikTok nó là gì và làm sao để kiếm tiền từ nó. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay thì làm thế nào để có thể đăng ký được tài khoản tiếp thị liên kết ở trên TikTok thì mình xin chia sẻ nhé. Đây mình sẽ lấy một cái tài khoản TikTok cực kỳ là mới để cho tất cả các bạn có thể làm được. Bởi vì có rất nhiều bạn thì có tài khoản TikTok nhưng các bạn thì chưa có follow cũng như là tài khoản rất còn mới thì không biết thì làm nào để kiếm tiền. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Rồi đầu tiên thì khi các bạn mở TikTok của các bạn lên thì các bạn hãy nhớ rằng các bạn sẽ nhấn phần hồ sơ này. Trong phần hồ sơ thì các bạn hãy nhớ cho mình là có cái dấu ba gạch ở bên này nhé. Các bạn hãy ấn vào cái dấu ba gạch ở bên này. Đây các bạn ấn vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào phần là công cụ cho tác giả. Các bạn nhìn nhé, nick TikTok này của mình là mới tạo, không có một follow nào, cũng không có một cái video nào, tất cả là mới toanh nhé các bạn nhé. Nên các bạn ai cũng có thể làm được, chỉ cần các bạn theo dõi thật kỹ video này thôi. Các bạn nhấn phần là công cụ cho tác giả ở đây nhé. Sau khi các bạn nhấn phần công cụ cho tác giả thì các bạn lưu ý cho mình, các bạn hãy kéo xuống đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần Creator Next này, tức là cái phần là liên quan đến nhà sáng tạo ấy. Thì nó sẽ có hai mục TikTok shop cho nhà sáng tạo hoặc là TikTok shop cho nhà bán. Thì đối với bạn nào mà cái nick TikTok của bạn mà truy cập vào đây nó có cái phần này rồi thì thôi. Nhưng có rất nhiều bạn đến phần này các bạn không thấy có hai cái phần này. Thì các bạn hãy lưu ý cho mình là các bạn hãy cập nhật cái ứng dụng TikTok của các bạn lên cái phiên bản mới nhất nhé. Phiên bản mới nhất thì nó chắc chắn sẽ có cái này. Đây cái nick TikTok của mình cực kỳ mới, vừa mới tạo xong để mình thử cho các bạn. Rồi, thì lúc này các bạn hãy quan tâm đến TikTok cho nhà sáng tạo nhé. TikTok shop cho nhà sáng tạo, đây các bạn sẽ click vào đây cho mình. Thì sau khi mà các bạn kích vào đây xong thì các bạn sẽ được chuyển đến cái trang gọi là trang TikTok Shop đó, làm nổi bật sản phẩm với TikTok Shop. Cái đây chính là cái nơi để các bạn có thể tham gia được vào cái chương trình tiếp thị liên kết của TikTok đó. Thì đối với những cái bạn nào mà cái tài khoản TikTok của các bạn mà trên 1.000 follow rồi thì các bạn thấy rất là đơn giản đúng không? Nó chỉ có hai điều kiện thôi, đó là điều kiện thứ nhất là các bạn có hơn 1.000 follow này và điều kiện thứ hai là đủ 18 tuổi trở lên. Thì đối với những cái bạn nào ấy mà tài khoản TikTok của các bạn đủ 1.000 follow và các bạn cài đặt cái độ tuổi của các bạn ấy trên 18 tuổi thì cái phần này nó sẽ sáng hết ở đây, nó sẽ có tích xanh ở đây và các bạn chỉ việc nhấn phần đăng ký ở đây. Sau khi các bạn đăng ký thì đợi TikTok nó phê duyệt là các bạn có thể tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết rồi. Thế tuy nhiên thì có rất nhiều bạn hiện nay đang không đủ 1.000 follow cũng như là không đủ cái yếu tố để đăng ký thì làm thế nào để bật được tính năng tiếp thị liên kết này lên? Thì các bạn hãy nhớ cho mình cái việc là đủ 18 tuổi trở lên thì tất cả các bạn phải lưu ý là trên tài khoản TikTok của các bạn thì cái phần hồ sơ của các bạn nhé, các bạn phải cài đặt cái ngày tháng năm sinh của các bạn tính làm sao từ thời điểm này đến cái thời điểm mà ngày tháng năm sinh trên TikTok của các bạn phải đủ quá 18 tuổi nhá. Tốt nhất các bạn cứ để lên 19, 20 tuổi. Cái phần này nó sẽ không liên quan gì đến cái việc sau này các bạn kiếm tiền ở trên cái nick TikTok này hết. Các bạn cứ để cái tuổi nó cao lên. Nếu như các bạn để mà tuổi chưa đủ 18 tuổi thì chắc chắn các bạn sẽ không thể đăng ký tham gia được. Rồi, bây giờ đối với những bạn mà không có 1.000 follow mà các bạn vẫn muốn mở tính năng tiếp thị liên kết này lên thì các bạn hãy làm theo mình nhá. Rồi, việc đầu tiên thì các bạn hãy nhớ là các bạn hãy quay ra. Các bạn hãy quay ra nick TikTok của các bạn. Việc đầu tiên các bạn hãy nhớ cái tên này cho mình. Các bạn hãy nhớ cái tên này nhé. Đây chính là cái tên để một lát nữa các bạn lách được. Đây, thì bây giờ các bạn hãy làm theo mình. Các bạn hãy tải cái TikTok Seller này về.
thì các bạn làm gì? Các bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản TikTok Seller. TikTok Seller là một phần mềm không liên quan gì đến TikTok nha các bạn nhé. Nó là của TikTok nhưng không liên quan gì đến TikTok. Đây, tức là trung tâm TikTok Seller dành cho nhà bán. Đó. Thì các bạn phải mở một cái tài khoản TikTok cho nhà bán để các bạn có thể lách được cái 1.000 follow đó. Đó. Thì bạn nào mà chưa biết cái cách mở tài khoản này thì các bạn hãy nhớ nhé. Mình có một cái đường link để mở tài khoản TikTok Seller ở bên dưới phần bình luận mô tả video. Các bạn click vào xong các bạn tiến hành đăng ký và mình cũng có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết cái cách các bạn có thể đăng ký mở tài khoản TikTok Seller như thế nào. Rồi, khi mà các bạn đã mở tài khoản TikTok Seller nhá, cái phần này các bạn có thể xem thêm video của mình là để làm sao mở được tài khoản TikTok Seller. Rồi, khi các bạn đã mở một tài khoản TikTok Seller như thế này, ví dụ đây là sau khi các bạn đã mở thành công thì các bạn hãy lưu ý cho mình, các bạn hãy mở tài khoản TikTok Seller của các bạn lên. Sau đó các bạn sẽ click vào phần cài đặt này. Trong phần cài đặt này các bạn hãy nhớ, các bạn hãy tìm đến phần tài khoản TikTok được liên kết. Đây, các bạn click vào đây. Rồi, sau khi các bạn đã click vào phần là tài khoản TikTok được liên kết thì các bạn sẽ nhấn vào phần là tài khoản tiếp thị. Các bạn click vào đây. Thì đây chính là cái cách để các bạn có thể giúp cho những cái tài khoản TikTok mà chưa đủ 1.000 follow cũng có thể được tham gia vào cái chương trình tiếp thị liên kết của TikTok. Tức là các bạn đăng ký tài khoản Affiliate trên TikTok ấy. Đó. Rồi, thì các bạn hãy nhớ rằng là trong này các bạn sẽ được phép là thêm 4 tài khoản. Đây mình cũng dùng cách này để mình lách rất là nhiều các cái nick mới để mình tham gia làm TikTok đó, tiếp thị liên kết. Rồi các bạn sẽ nhấn phần là liên kết tài khoản mới nhá, các bạn click vào đây. Rồi sau khi các bạn kéo xuống, các bạn nhìn thấy nhá, phần tài khoản TikTok này. Phần tài khoản TikTok này các bạn hãy nhớ rằng nhập tên người dùng, các bạn click vào đây. Thì lúc này cái tên người dùng nó chính là cái này nhá các bạn nhá. Đây. Nó chính là cái tên này mà vừa mình bảo các bạn phải nhớ này. Đó. Thì các bạn hãy nhập cái chữ A còng tên của bạn là cái gì thì các bạn lấy cái tên của nick của các bạn ấy, các bạn điền sang bên kia. Rồi. Đây, sau khi mà các bạn đã nhập xong cái tên nick TikTok, cái tức là cái ID TikTok của các bạn vào đây rồi thì các bạn sẽ nhấn phần là gửi lời mời. Sau khi mà các bạn đã nhấn vào gửi lời mời thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá, đã gửi một cái lời mời đang chờ xác nhận, các bạn sẽ nhấn phần là đã hiểu. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nhá, sẽ có một cái lời mời thì các bạn hãy mở cái nick TikTok của các bạn lên. Các bạn hãy mở nick TikTok của các bạn lên và các bạn hãy nhìn xuống cho phần hộp thư đến này cho mình, các bạn click vào đây. Rồi, các bạn sẽ nhấn ở cái này là mình vừa tạo. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy phần này nhá, các bạn sẽ nhìn này. Các bạn sẽ nhớ là click vào phần hộp thư đến nhá. Các bạn vào nick TikTok của bạn này, các bạn nhìn thấy phần thông báo hệ thống, các bạn click vào đây. Sau khi các bạn click vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là thông báo hệ thống kiếm tiền cập nhật tài khoản. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái phần là yêu cầu mới này. NTD Shop đã yêu cầu liên kết tài khoản bạn với cửa hàng của họ để có thể bán sản phẩm của họ. Đấy, các bạn sẽ click vào phần xem thêm. Thì khi mà các bạn click vào phần xem thêm thì các bạn sẽ được chuyển đến cái trang này. Các bạn nhớ nhá, nó sẽ có yêu cầu hết hạn trong vòng 48 giờ từ khi mà các bạn thực hiện là liên kết hai tài khoản này với nhau để lách cái việc là chưa có cái 1.000 follow ấy có thể bật được lên ấy, thì các bạn sẽ nhấn phần là chấp nhận yêu cầu nhá. Rồi các bạn sẽ nhấn phần là liên kết tài khoản này. Đó. Sau khi các bạn đã nhấn vào phần liên kết tài khoản xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Đó, rất là đơn giản thôi. Như vậy thì các bạn đã ok rồi, các bạn đã có thể là tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết rồi. Đó, và sau khi mà các bạn đã nhấn vào phần đấy xong là các bạn đã bắt đầu có thể tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết và các bạn bắt đầu có thể lấy sản phẩm về được. Đấy. Và các bạn hãy lưu ý cho mình nhé, các bạn hãy quay sang cái nick TikTok Seller của các bạn này, các bạn sẽ nhìn nhé. Khi nào mà nó hiển thị lên như thế này thì đồng nghĩa việc là bạn đã liên kết thành công. Đó. Tuy nhiên thì ở trong phần này có rất nhiều bạn đã gặp phải là các bạn không nhìn thấy cái giỏ hàng ở đây để có thể lấy sản phẩm về. Thì các bạn hãy nhớ cho mình là khi mà các bạn mới liên kết ý, thì có thể là nó sẽ chưa cập nhật cho các bạn cái phần giỏ hàng ở đây đâu. Để có cái giỏ hàng ở đây đâu. Các bạn hãy thoát hẳn cái ứng dụng này ra. Các bạn hãy tắt hẳn cái TikTok này đi. Rồi sau khi bạn tắt TikTok lên các bạn lại mở TikTok lên. Rồi lúc này các bạn làm gì? Các bạn lại tiếp tục quay vào phần hồ sơ. Rồi các bạn sẽ tiếp tục quay phần hồ sơ nhé. Đó, thì sau khi mà các bạn đã quay vào phần hồ sơ thì các bạn sẽ nhìn thấy có cái phần là shop ở đây, nó sẽ xuất hiện ở đây. Đó, thì lúc này các bạn bắt đầu có thể kiếm tiền được rồi. Thế nhưng mà tài khoản TikTok tiếp thị này, tiếp thị liên kết này bắt đầu có thể kiếm tiền được rồi. Nhưng để có thể kiếm tiền được thì các bạn hãy nhấn vào phần là bắt đầu. Đó, các bạn sẽ nhấn vào phần bắt đầu tiếp tục. Rồi lúc này thì các bạn sẽ tiếp tục phải tạo một cái tài khoản để có thể nhận thanh toán nhá. Đó, các bạn sẽ nhấn vào phần thêm sản phẩm này. Đây, lúc này các bạn có thể kéo những sản phẩm về để có thể bắt đầu bán để kiếm tiền được. Đây. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bán bất kỳ cái gì các bạn muốn bán thì các bạn sẽ lên đây, các bạn sẽ nhấn phần là Add đây. Cái này cũng rất là hay, đây cũng chính là một cái cách để các bạn có thể là lách nhá. Nếu như sau này các bạn muốn mua bất kể một cái sản phẩm nào, các bạn hãy kéo những cái sản phẩm này về tường của các bạn. Nếu như các bạn không làm được tiếp thị liên kết thì các bạn hoàn toàn có thể muốn mua sản phẩm nào trên TikTok thì các bạn hãy kéo nó về trong cái nửa tường của bạn. Để sau đó các bạn mua hàng thì các bạn luôn luôn được khoảng giảm giá 10 đến 30%. Đây mình ví dụ là cái này nó đang được giảm giá là 10, đập chiết khấu là 15%. Thì nếu như bạn đang muốn mua cái sản phẩm khẩu trang này mà bạn không đi làm tiếp thị liên kết thì bạn cũng áp dụng đúng như thế này.
thì bạn sẽ nhận được một cái voucher nhé. Một cái voucher rất là ngon là liên quan 15.000. Đây mình ví dụ mình add này. Rồi thì lần đầu tiên đối với những cái bạn mà thêm tài khoản tiếp thị liên kết để mà có thể là thêm sản phẩm về thì bắt buộc các bạn phải tạo một cái tài khoản thanh toán. Các bạn sẽ nhấn phần là tạo tài khoản thanh toán. Và phần này các bạn cực kỳ lưu ý cho mình, cái này phần này cực kỳ quan trọng nhé các bạn nhé. Rồi cái phần này các bạn hãy nhớ này, đảm bảo họ tên của bạn trùng khớp với họ tên trên tài khoản người thụ hưởng, nếu không bạn sẽ không rút được tiền hoa hồng. Có nghĩa là gì? Các bạn hãy điền một cái tên tài khoản ngân hàng bất kỳ vào đây, nhưng các bạn phải đảm bảo rằng là cái phần này nó phải trùng với cái thẻ ngân hàng mà các bạn sau này các bạn rút tiền ấy. Đấy các bạn hãy nhớ nhé. Đấy thì có thể các bạn có thể là dùng tài khoản ngân hàng của bạn cũng được. Nếu như không thì bạn đang là người dưới 18 tuổi của các bạn hoặc là các bạn chưa có tài khoản ngân hàng thì các bạn có thể mượn bất kể một tài khoản ngân hàng của ai, sau này các bạn cũng vẫn rút tiền về bình thường được. Đó. Thì các bạn hãy nhớ phần trên này nhé. Hãy nhập tên của bạn là nó chỉ gồm có tên thôi. Ví dụ của mình tên là Đại thì mình nhập chỉ tên là Đại đây thôi. Viết in hoa có dấu hoặc không có dấu thì tùy các bạn. Viết in hoa hoặc là in thường cũng vẫn được, nhưng mà các bạn hãy viết đúng tên vào nhé. Rồi các bạn nhập phần họ đây. Thì phần họ này nó gồm có cả đệm và họ nha các bạn nhé. Tên trên tài khoản ngân hàng là Nguyễn Trung Đại, mình sẽ nhập là Nguyễn Trung ở phần dưới họ này nhé các bạn nhé. Các bạn nhập thật chính xác phần này nhé, không sau này các bạn sẽ không rút được tiền đâu. Sau khi mà các bạn đã nhập được phần này xong, các bạn sẽ nhấn phần là gửi đi nhé. Rồi và họ sẽ hỏi lại chúng ta một lần nữa xem là cái thông tin này đã chính xác chưa, các bạn sẽ nhấn gửi nhá. Nếu chính xác thì nhấn gửi nhá, nếu chưa các bạn phải thay đổi thật chính xác, không sau này sẽ không rút được tiền về đâu nhá các bạn nhá. Rồi các bạn nhấn gửi. Rồi các bạn lại ấn phần thêm sản phẩm. Rồi các bạn sẽ ấn phần đề sau. Rồi lúc này các bạn nhìn nhá, cái khẩu trang này các bạn đã kéo về tường các bạn được rồi. Các bạn sẽ quay lại cái phần là nick TikTok của các bạn. Đó. Lúc này trên cái nick TikTok của bạn đã có sản phẩm này rồi. Tức là gì? Khi bây giờ các bạn kích vào cái sản phẩm này và mua thì cái sản phẩm này sẽ được ghi nhận cho các bạn là các bạn là người bán. Các bạn sẽ kiếm được phần trăm tiền hoa hồng là 15.000 và tiền sẽ được trả về tài khoản của các bạn trong mục này. Các bạn kích vào phần TikTok này và các bạn sẽ nhìn thấy trong phần là đây, các bạn sẽ nhìn phần trong phần hoa hồng thì nó sẽ xuất hiện cái số dư của các bạn ở đây. Nếu các bạn bán được 10 sản phẩm các bạn sẽ được 150. Đấy, tương tự như vậy thì tất cả các sản phẩm khác các bạn có thể kéo về trên nick TikTok của các bạn và các bạn có thể là tự mua hoặc là các bạn có thể là nếu như người khác mà kích vào mua thì các bạn bắt đầu có thể kiếm tiền affiliate được rồi. Và khi các bạn có số dư ở đây là các bạn có thể rút về được. Rồi như vậy thì video của mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nếu trong quá trình các bạn thực hiện đăng ký mở tài khoản TikTok affiliate này thì có vấn đề gì thì các bạn cứ để lại comment phía dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời thắc mắc của các bạn. Và các bạn hãy nhớ rằng cái đường link để có thể mở tài khoản TikTok Seller thì mình cũng để luôn ở dưới phần bình luận mô tả video. Bạn có thể kích vào đó để có thể là đăng ký mở tài khoản TikTok Seller để có thể liên kết và có thể là lách được những cái tài khoản dưới 1.000 follow nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.